Linh kiện được xây hướng dẫn sử dụng camera S81. Thì ở mặt trước này chúng ta sẽ có một cái ống kính có thể thay thế được lens. Ngoài ra thì có một cái màn hình phụ đằng trước để hiển thị. Thì để bật cái màn hình phụ này thì có thể ấn giữ nút xuống khoảng 3 giây để mình bật nhé. Phía bên trên thì chúng ta sẽ có một cái nút OK. Khi mà anh em muốn chụp ảnh hay là quay phim này sẵn sàng rồi thì anh em bấm nút này thì sẽ chụp ảnh và quay phim. Bên cạnh sẽ là nút nguồn. Nút nguồn này giữ 3 giây nó sẽ bật máy lên và giữ 3 giây nó sẽ tắt máy đi. Ngoài ra cũng kiêm luôn là nút chuyển chế độ nhé. Anh em ấn cái thôi là nó sẽ chuyển sang chế độ cài đặt quay phim hay là chụp ảnh. Đấy, ở bên trên có một cái lỗ mic nhỏ để anh em có thể thu âm trực tiếp từ máy nhé. Phía bên hông thì sẽ có một cái khe cắm thẻ nhớ này. Cổng sạc cũng kiêm luôn cái cổng mic. Ngoài ra thì có thêm một cái cổng xuất hình ảnh ra màn hình. Phía bên dưới này thì có lỗ bắt phụ kiện. Và ngoài ra thì có một cái khay pin nhé. Anh em chỉ cần trượt sang là có thể mở được cái khay pin này. Phía bên hông bên này thì có nút xuống. Nút xuống này thì sẽ đảm nhiệm chức năng là nếu anh em ấn một lần thì sẽ là bật wifi. Nếu mà giữ 3 giây thì nó sẽ chuyển sang cái màn hình phụ đằng trước. Để chuyển lại thì anh em cũng tiếp tục giữ 3 giây. Và để tắt wifi thì anh em cũng ấn một cái thì nó sẽ tắt wifi. Đấy. Còn cái nút lên này thì bấm một lần thì nó sẽ là tắt cái mic. Và anh em muốn bật cái mic lên thì sẽ bấm thêm lần nữa. Ngoài ra thì có cả loa nhé. Ở mặt màn hình thì sẽ có cái đèn LED để báo hiệu mình đang sạc hay đang quay phim. Và một cái màn hình cảm ứng nhé, rộng 2 inch. Đây là màn hình chính của camera hành trình này. Thì ở trên góc bên tay trái thì sẽ có một cái hình để chúng ta có thể kiểm soát được cái chế độ mình đang quay. Nhìn phát là biết luôn là đang quay phim hay là đang chụp ảnh hay đang ở chế độ nào. Đấy, bên cạnh thì có thời gian. Đây thì có thời gian hiển thị là mình đã quay được bao nhiêu phút và số phút còn lại mà mình có thể quay. Ngoài ra thì nếu anh em chuyển sang chế độ chụp ảnh thì nó cũng sẽ có cái hình tấm hình bao nhiêu tấm hình mình đã chụp và số tấm hình mà mình còn lại. Đấy, tiếp theo là sẽ có cái hình cái mic. Đấy, khi mà anh em tắt cái mic đi thì nó sẽ có cái gạch chéo nhá. Còn nếu mà nó hiện mic này thì tức là mic đang sử dụng. Bên góc bên phải sẽ là bên pin, báo hiệu bên pin. Bên dưới thì nó có một cái nút zoom to và zoom nhỏ. Anh em muốn phóng to hay phóng nhỏ thì có thể ấn trực tiếp ở trên cái màn hình. Bên dưới này có một cái bánh răng để vào phần cài đặt này. Cái chữ NORM 5K30 là cái khung hình mà mình đang quay phim. Đấy. Anh em có thể xem luôn là cái khung hình mình đang quay là bao nhiêu. Hình bên cạnh là cái chống rung ES. Khi mà hình này bật lên thì tức là cái máy quay đang bật cái chế độ chống rung ES lên rồi. Và nếu mà anh em không thấy thì tức là nó đang chưa có. Đấy, cái hình tiếp theo là thư viện. Thì anh em có thể ấn vào để xem những cái hình hoặc là cái hình video mình đã quay, đã lưu vào trong thẻ nhớ. Khi anh em bấm vào biểu tượng khung hình thì sẽ ra một cái số cái chức năng quay phim hoặc là chụp ảnh. Ở đây thì ở bên trên phần normal tức là chế độ quay bình thường. Seamless là chế độ quay chia nhỏ. Nó sẽ chia nhỏ video ra từng đoạn một nhé. Tùy theo thời gian mà mình cài đặt. V-timelapse này là tua nhanh thời gian. Chế độ này thì anh em nên đặt máy quay cố định tại một điểm nhé. Và để máy quay ở trong một thời gian khá là dài đấy. Slow motion là quay chuyển động chậm. Còn fast motion là quay chuyển động nhanh. Tiếp theo là bật wifi nhé. Tương tự thì đây là các cái chế độ chụp ảnh này. Thì single tức là chụp ảnh đơn bình thường. Blur này là chế độ chụp ảnh liên tiếp. T-timelapse tức là chụp ảnh timelapse ấy. Thì vẫn phải chụp ở trong một thời gian dài nhé. Countdown tức là đếm ngược. Long EFP tức là chụp ảnh phơi sáng này. Wi-Fi là bật Wi-Fi. Tiếp theo thì khi bấm vào bánh răng thì chúng ta sẽ có phần cài đặt. Trong cái hình này thì ở trên đầu tiên sẽ là độ phân giải video. Chúng ta có thể lựa chọn là độ phân giải 4K, 2K7, 1080, 720. Bên dưới này là chế độ ghi âm. Thì anh em có thể bật hoặc là tắt ghi âm nhé. Tùy theo nhu cầu sử dụng. EV là bù sáng này. Nếu mà anh em ở trong chế độ ở tối quá thì có thể bù sáng cho nó sáng lên. Hoặc là nếu mà đang chờ sáng thì có thể trừ sáng đi thì ánh sáng nó sẽ tối hơn. ES này là chống rung nhá.
Loop record là thời gian lặp video, tức là thời gian mà video sẽ chia nhỏ đấy. Bên dưới này là khoảng cách thời gian quay time lapse, ví dụ khoảng vài giây thì nó sẽ quay lại một lần. Sang hình này thì ở trên sẽ là thời lượng quay time lapse. Anh em có thể cố định là quay time lapse trong vòng bao nhiêu phút. Slow motion movie này là bật tắt chế độ quay chậm này. Fast motion movie cũng tương tự là bật tắt chế độ quay nhanh. Hình này ở trên là giảm độ ồn của gió. Khi anh em đi ở ngoài đường thì có cái gió nó thổi vào ấy thì bật chế độ này lên thì sẽ giảm được cái độ ồn của gió đi. Auto low light tức là khi mà anh em bật lên ấy thì nếu mà quay ở trong cái chế độ mà ánh sáng nó yếu ấy thì nó tự động nó điều chỉnh cho cái sáng nó sáng lên một chút. Date stamp này là hiển thị ở thời gian vào trong video hoặc là hình ảnh nhé. Hình này ở trên đó là tần số nguồn sáng này. Bên dưới này là sound là âm thanh. Bên dưới cùng là microphone tức là tùy chỉnh xem là có bật mic rời hay không. Nếu anh em chọn bật mic rời thì tức là nó sẽ không thu cái mic từ trong cái máy này nữa nhé. White balance này là cân bằng trắng. Effect này là hiệu ứng màu. Còn dưới cùng này là khử cong nhé. Nếu anh em không khử cong thì khi mà quay góc rộng ấy, thì sẽ có cái độ cong của camera, mắt cam. Đấy, còn anh em bật lên thì nó sẽ là chế độ phẳng. Phẳng này thì nó sẽ nhỏ hơn góc, nó sẽ nhỏ hơn là so với góc rộng nhé. Driving mode này là chế độ lái xe. Date time này là cài đặt ngày giờ. Upside down này là đảo ngược hình ảnh. Screen saver này là tức là cái bảo vệ màn hình, tức là nó anh em không dùng trong khoảng thời gian bao lâu đấy thì máy nó sẽ tắt cái màn hình đi. Còn auto power off tức là nó sẽ tự động nó tắt nguồn sau khoảng thời gian bao lâu đấy mà anh em không quay là không chụp. Ở bên dưới này là khi mà anh em chọn bật lên để chế độ on ấy thì khi mà bật máy lên thì máy sẽ tự động ghi hình luôn. Language này là ngôn ngữ nhá. Format card này là nó sẽ định dạng lại thẻ nhớ, nó sẽ xóa hết toàn bộ dữ liệu. Ví dụ như thẻ anh em có lỗi hoặc là thẻ mới thì anh em sẽ định dạng thẻ nhớ lại đấy, một lần nhé. System này là thông tin hệ thống. Để chuyển chế độ quay phim và chụp ảnh thì anh em có thể vuốt nhé. Vuốt qua vuốt lại ở cái phần khung hình như này. Thì nó sẽ cho tùy chọn là chuyển sang quay video hoặc là chụp ảnh. Đây là cài đặt hình ảnh này. Ở trên nó sẽ là độ phân giải của ảnh. Anh em có thể chọn 48 MP, 24, 12 ở trong phần cài đặt này nhé. ISO này là độ nhạy sáng. EV tương tự như quay phim là bù sáng. Đầu tiên sẽ là khoảng cách chụp time lapse thì nó sẽ khoảng bao lâu nên nó sẽ chụp ảnh một tấm tùy theo anh em cài đặt ở trong chế độ này. Time lapse duration tức là tổng thời gian nó sẽ time lapse. Photo burst này là cài đặt chế độ chụp liên tiếp nhá, anh em có thể cài đặt nó chụp bao nhiêu tấm một lúc. Delay timer tức là thời gian delay ở mỗi lần chụp nó tùy theo chế độ nhé. Bên dưới này là thời gian phơi sáng. Metering này là điểm đo sáng nhé. Test stamp này là đánh dấu thời gian vào trong hình ảnh. Để kết nối camera hành trình với cả điện thoại thì đầu tiên ở trên điện thoại thì chúng ta sẽ tải cái phần mềm tên là iSmart EV2 ở trong sách hướng dẫn có nhé. Sau khi tải xong thì chúng ta sẽ bật wifi lên này. Đấy thì nó sẽ hiển thị tên wifi và password nhé. Sau đấy thì anh em sẽ vào cái phần wifi của điện thoại, sẽ tìm cái tên wifi của camera phát ra. Anh em có đúng cái mật khẩu nhá. Đây, mật khẩu là 1 2 3 4 5 đến 0. Thì anh em gõ y hệt vào. Lưu ý là wifi này wifi nội bộ nhé, nó dùng để truyền hình ảnh chứ không dùng để vào internet nhé. Cho nên là wifi này không không vào internet được, nó sẽ báo là không có internet. Sau đấy thì vào phần mềm. Anh em chọn chế độ kết nối luôn kết nối nhá. Trong khi dùng ứng dụng này, trong khi dùng ứng dụng, có nghĩa là nó muốn cấp quyền gì thì anh em cho phép nó cấp quyền đấy. Ok, sau đấy thì anh em sẽ ấn vào Add New Camera vào phần Wi-Fi Connect, nếu là đang bắt ở chế độ Wi-Fi, kết nối chế độ Wi-Fi đấy, là hình ảnh nó truyền về được luôn. Đấy. Hình ảnh truyền trực tiếp vào trong điện thoại nhé. Đây, anh em có thể cài đặt luôn, cài đặt ở trên này. Đây, bấm chụp ảnh này.
Đây là mình đang để chế độ quay phim Full HD. Đấy, anh em có thể chọn độ phân giải video cài đặt ở trên app này luôn. Đây, bên dưới này là chuyển chế độ quay phim và chụp ảnh. Anh em chuyển, ấn một lần là chụp ảnh. Đấy, thông số 48 ở bên trên, 48 m. Đấy, nó sẽ hiển thị vào luôn. Hình ảnh hiển thị vào luôn. Để tải về thì anh em ấn vào cái hình ảnh đấy. Ở bên dưới này có nút mũi tên down tải xuống này, anh em ấn chữ download nhé. Là sẽ download về điện thoại được. Còn cái video. Video này thì nó sẽ quay ở cái định dạng là đuôi là MOV. Đấy, tuy nhiên thì cái điện thoại của mình thì không hỗ trợ cái đuôi MOV này. Cho nên là nó sẽ không nhìn được cái hình ảnh, không nhìn được cái video ở từ điện thoại nhé. Đây, mình sẽ ấn quay thử một đoạn video cho anh em xem. Đấy. Mình ấn vào phần video này thì nó không có. Tại vì điện thoại mình không hỗ trợ cái đuôi MOV này. Nhưng mà anh em yên tâm là nó đã chạy dây, tức là nó đang quay vào trong ghi vào trong thẻ nhớ rồi nhá. Đấy, còn điện thoại thì không hỗ trợ cho nên không nhìn được cái file đấy. Đây, thông tin wifi này, thông tin pin. Đấy, thời gian. Đây mình đang quay chế độ Full HD.